Ơi, hôm nay mình đi đâu vậy mọi người? Hôm nay mình đi chơi, không biết đi đâu. Nhanh cho đi đâu đi đây. Hôm nay mọi người đi đâu rồi mọi người? Ôi, tôi ở mụn to. Đại Cao, giới thiệu mọi người Đại Cao, stylist của tôi. Không, đây là Đề Can. Đề Can. Đề Can. Em Đề Cao. Ngoài cái gương này đúng cái Đề Cao này chưa? Rất tiếc của anh mới là Đề Can thôi. Ê, soi đúng. Soi. Đề Can. Còn mình sẽ làm một clip quay vào nhé. Xôi. Xôi. Xin hỏi đại ca là con này của ai? Con này hay đấy. Con này giống này, nhìn quen nhở? Nhìn quen nhở, nhưng thịnh diễn nhiều. Em ơi, chẳng hít khí biển nào mẹ. Ôi trời, gió thế. Ôi mà mẹ. Hết đâu mà. Trời ơi, đi mùa gió rồi. Thôi xuống luôn. Ừ. Xuống đi. Sao không xuống, ông cứ là chi? Xuống đi. Ủa, đồ mà. Sao vậy? Đi mùa gió thì có khí biển lắm. Xuống đi. Xuống đi. Lúc này là nhỏ đó. Như mọi người cũng đã thấy là bọn mình xuất phát từ Sài Gòn vào lúc 11 giờ và đến Bình Hưng là tầm 6 giờ sáng. Thì bọn mình rất là ý khi mà không xem thời tiết trước, nên là ở đây đang bão và mây rất nhiều, mà bọn mình còn phải quay clip để lên channel nữa, thì mình cũng đang rất là lo lắng không biết như nào. Mà ok, tôi cứ hy vọng là trời sẽ nắng. Đây là sách quay đầu tiên của Hiền Mai, người con gái, người con gái không, người con gái đi quay ở biển nhưng là mặc quần dài. Đấy, hy vọng là bây giờ chỉ mong chờ là sẽ có nắng thiệt là đẹp, đẹp ơi là đẹp. Đấy, đây là người quay phim Vinh Vũ. Đây là Hagi. Đây là cái gì? Lazy đúng không? Lazy. Đấy. Đây là trợ lý các đấy, Ben này, Ben Phạm này đấy. Đấy, Khôi đây là Yên baby này. Đây là baby, đấy. Đây là lady, đây là Kazi, đây là. Nhưng mà hơi nhiều y không? Busy. Đấy, đây là Danh này. Đây là bạn hướng dẫn viên của tụi mình. Ôi, xuất mặt tết. Đấy, và quay lại mình đi. Thì mình sẽ có một chuyến đi bao nhiêu nhỉ? Ba ngày hai đêm. Thì là hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình vừa mới tới đây. Và lúc 6 giờ xong rồi ăn, xong rồi nghỉ ngơi, ngủ một xíu tại vì ngủ quá. Bây giờ là 10 giờ, chắc là 10 giờ hơn. 10 giờ đúng. Đúng rồi, quay luôn. Trời ơi. Trời ơi.
they say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back. Condo gì không? Ok, đi được rồi ạ. Anh ơi, đi được ạ. Lúc này thì bọn mình ra ngoài chỗ quay nhưng mà trời mưa khá to nên là không quay được, gió rất là mạnh. Chúng mình quyết định đi tắm. Nhảy xuống rồi anh đeo. Bên kia, đừng nhảy đây. Ơ, sao càng ngày càng đi xa rồi? Cô đang tới một người đây. Cô nghe chẳng ai bên lái không? Hay! Mọi người là ai bên đi? Revolution! Mọi người ơi! Tới đây! Mọi người có thể tới đây được không? Giới thiệu, đây là Hạt Ghi. Đây là Hạt Ghi. Đang bơi ngược dòng. Chị ơi. Nào này, con này kiểu mấy bạn này vừa bị thảy quân nước khác bắt đây xong rồi mẹ lên. Lên đây. Ok, hai ba nhảy nha. Nhảy liền nha. Ok, quay đây trước này. Một này. Hai. Một, vô. Hey,
khi kìa, khi nghe thế thấy nhảy không nghe đâu. Chú chạy chưa? Chạy chưa? Lên chưa? Lên! Ủa đeo anh ơi! Mày á! Bye! Yeah yeah yeah! Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng rồi em ơi nhớ! Bye bye! Yo, xin chào mọi người, đây là gương mặt Hiền Mai. Yeah, và tối nay thì mình đang ăn tối với lại những món gửi về cho vợ. Đây là món gì nhỉ? Không biết rồi. Ốc nhảy, ốc nhảy. Đây là tôm hùm. Đây là nghêu. Sò đẹp ấy. Đây là nhum. Đây là nghêu này. Đây là cháo. Cháo gì vậy thằng luôn? Ôi, bây giờ tôi mới phát hiện là con tôm này nó giống giống bè. Ok, chuyển. Ôi, cháu ngon vậy. Cháu ngon nhỉ? Khó, cháu ngon à. Đây là buổi sáng ở Bình Hưng, Iceland. Chuyến đi của bọn tôi có vẻ là không được suôn sẻ cho lắm, bởi vì là một lần mà chuẩn bị quay thì trời lại mưa. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Can you come through? Ủa, phim đang cắm trời, gió bão còn rất mạnh rồi đó. Và quá gió quá bão rồi mọi người. Vị trí được phát sinh vào hôm nay đó, vị trí á. Đó là vị trí. Ok, ninja rồi á. Vị trí mới phát sinh vào hôm nay đó, vị trí ninja rùa. Hôm nay được thử quay bạn Kha.
2 clip mà bọn mình phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng ở đây. Ok. Hãy nhau trở về nhà.